Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách để mà tìm bán kính của một đường tròn khi mà biết được cái độ dài khoảng cách từ mặt bên đây đến mặt bên kia của cây cầu và cái vòng cung của cây cầu. Các bạn gọi tâm của cây cầu đó chính là O nha. Để ta biết được rằng vậy khoảng cách từ A đến O sẽ bằng khoảng cách từ O đến B cũng như khoảng cách từ O đến M chính bằng R, và ta xét tam giác A B O là một tam giác cân, bởi vì có O A bằng O M, O A bằng O B. Từ đó và ta có được rằng cái gọn O K đó chính là cái đường thẳng vuông góc và cũng là đường trung tuyến của cái tam giác A O B. Đó. Ta đã có cái gọn A O M là bằng bằng bán kính, vậy ta tính được cái gọn O O K sẽ bằng là R trừ đi cái gọn K M. Rồi, cái gọn A và ta biết được rằng là K là trung điểm của A B thì các bạn sẽ tìm ra được cái gọn A K bằng cách là lấy AB chia 2. Đó, rồi sau đó áp dụng cái định lý Pythagore trong tam giác O K A thì ta lấy bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông bằng O A bình bằng K A bình cộng cho O K bình. Đó, rồi các bạn giải ra, mình phải nhớ là cái gọn O K bằng cái bằng R trừ ghi cái gọn K M nha, và cái gọn O A chính là bằng bán kính nha, còn cái gọn KA chính bằng cái bằng AB chia 2 đó. Tất cả đều có số liệu rồi, quy về giải cái phương trình chỉ có duy nhất là bán kính thôi, thì các bạn giải ra rất đơn giản. Đó, để giải được bài này thì các bạn phải liên hệ đến những cái tính chất của đường tròn, đó là khoảng cách từ tâm đến một điểm nằm trên đường tròn chính bằng R là một. Thứ hai, cái đường thẳng vuông góc với cái cạnh AB cũng chính là đường trong tam giác AOB là tam giác cân, nên cái đường OK cũng là đường vuông góc thì cũng là đường trung tuyến, cũng là đường phân giác, nên các bạn có thể dùng cái định lý Pythagore trong tam giác AKO là các bạn giải ra rồi. Rồi, các bạn nào có thể không hiểu thì các bạn có thể xem nghe clip lại lần nữa, hoặc là các bạn có thể comment để mình hướng dẫn một cách cẩn thận hơn. Để làm được bài này thì các bạn nên trước khi nghe thì các bạn nên có một cái tờ giấy và một cái bút ở ngoài để các bạn viết vẽ hình và viết ra khi các bạn nghe nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy subscribe để theo dõi các bài tập tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.